Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với những thông tin thời tiết. À, Trung bộ nắng nóng thu hẹp vậy thì cụ thể hôm nay nơi nào có nắng nóng vậy chị? Vâng Hương Thảo, ở Trung bộ thì hôm nay chỉ còn Vinh, Hà Tĩnh là 35 độ, mức chớm nắng nóng. Còn các thành phố còn lại thì chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ. Hôm nay ở vùng núi Bắc Bộ trời có mưa rông, đến trưa trời giảm mây hửng nắng. Vùng núi Điện Biên Phủ, Sơn La, nhiệt độ vừa phải 31-32 độ. Hà Nội cũng như vùng đồng bằng trời không mưa, nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất 33, 34 độ, cùng với độ ẩm trên 65%, cảm giác khá oi. Dự báo chiều nay Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục mưa rông do hội tụ gió tây nam mạnh, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, đô thị cũng như là lốc sét, gió giật mạnh. Còn trước đó từ sáng đến trưa trời nắng nhiều, ở Tây Nguyên, do có địa hình núi cao nên nhiệt độ ở Con Tum, Pleiku hay là Buôn Ma Thuột trong khoảng 28 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Châu Đốc, Cà Mau, Phú Quốc thì nhỉnh hơn 31 đến 33 độ. Dạ vâng, và đó là những tin tức đáng chú ý ngay lúc này.